Chiêng đồng là một loại nhạc cụ Đông Nam Á thuộc bộ gõ được làm bằng đồng thau. Chúng có hình dạng như một chiếc nón quai thao với đường kính lớn nhỏ khác nhau. Ở giữa có thể có hoặc không có núm. Để đánh cồng chiêng, người ta dùng dùi gỗ có quấn khăn hoặc thun để đánh. Chiêng đồng là một khí cụ truyền thống tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa của người Việt, đặc biệt là các lễ hội ăn mừng. Không dừng lại ở đó, nhạc cụ này còn gắn liền với quan niệm phong thủy từ xa xưa. Người ta tin rằng âm thanh vang lên từ chiêng đồng có thể tịnh hóa khí trường, xua đuổi tà khí, mang lại bình an. Ngoài ra, tiếng chiêng còn có ý nghĩa tiêu trừ ưu phiền. Hiện nay, chiêng không chỉ được dùng tại các lễ hội của người Tây Nguyên mà còn được treo ở nhà thờ họ, nhà tổ hay các đình, miếu, chùa như một vật phẩm biểu trưng của di sản văn hóa Việt Nam. Hôm nay, Đồ Đồng Việt Anh xin giới thiệu tới các bác một số mẫu chiêng đồng phổ biến dùng trong gia đình, đình làng, nhà thờ, miếu, chùa. 1. Mẫu chiêng đồng họa tiết ăn mòn. Đây là mẫu chiêng được gò thủ công từ nguyên liệu đồng vàng nguyên tấm, có thành phần đồng nguyên chất cao, độ ngân vàng tốt, bề mặt được làm họa tiết mặt trống đồng cổ Việt Nam, là một biểu tượng của nền văn minh Đông Sơn, cũng là biểu tượng của nền văn hóa Việt Nam. Chiêng có những họa tiết hình trống được ăn mòn chìm sâu xuống bề mặt, kết hợp với nền sơn đen làm nổi bật nên nền vàng của chất liệu đồng. Ngoài ra thì có những họa tiết hoa văn làm theo yêu cầu của từng khách hàng và từng vùng miền. 2. Mẫu chiêng đồng chạm. Đây là mẫu chiêng được gò thủ công từ nguyên liệu đồng vàng nguyên chất, có thành phần đồng nguyên chất cao, độ ngân vàng tốt, bề mặt được làm họa tiết hoa văn rồng phượng hoặc các hoa văn theo yêu cầu của khách hàng. Mặt chiêng được những người thợ lành nghề dùng chiếc ve búa đi những đường chạm trổ theo những hoa văn trên nền sơn đen giả cổ. Những nét ve chạm mềm mại uyển chuyển thể hiện nét đẹp thủ công truyền thống và mang tính giáo dục, nhớ tới cội nguồn tổ tiên. 3. Những mẫu chiêng đồng trơn. Đây là những mẫu chiêng có bề mặt được tạo màu hun nâu giả cổ hoặc rửa vàng bóng đơn giản, mộc mạc với những vết hoa nện bằng những chiếc búa mộc mạc của người thợ làng nghề thủ công. Là nhạc cụ dân gian độc đáo, tinh xảo, giàu ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Trên đây là 3 mẫu chiêng đồng hiện nay được rất nhiều khách hàng lựa chọn, hy vọng sẽ đem lại cho các bác có những thông tin hữu ích để tìm cho gia đình tập thể những mẫu chiêng đồng phù hợp nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.